Vâng, chúng ta đến với trận tứ kết đầu tiên, Vĩnh Phúc 1 gặp team Vĩnh Phúc Chim Sẻ. Chúng ta đang được theo dõi màn hình máy của XO. Vâng, đây là pan của Lucky Li... vâng, Lucky Love. Vâng, chen lẫn được màn hình của Chim Sẻ. Đây là Minoan của No Name. Vâng, còn một quân nữa của Mai Phương thì không view được máy. Chúng ta hãy cùng theo dõi, vâng, theo dõi màn hình máy của Lucky Love cầm Pamiran. Vâng, đây là cặp tứ kết đầu tiên và thi đấu sớm nhất. Vẫn còn 3 cặp tứ kết nữa. Tiểu Bạch Long đã xuất hiện, vâng, để cứu vớt team Thái Bình vượt qua vòng bảng khi các anh vẫn chưa đánh xong vòng bảng của mình. Rất chảy cố để chờ Tiểu Bạch Long lên bằng được thì mới đánh. Những bảng đấu ở bảng 1 và bảng 3 đã kết thúc và bây giờ là trận tứ kết đầu tiên. Nhất bảng thứ 3 đó chính là Vĩnh Phúc 1 gặp nhì bảng thứ nhất. Đó chính là Vĩnh Phúc Chim Sẻ. Vâng, hai anh em chạm trán nhau ngay từ vòng tứ kết. Vĩnh Phúc 1 đang là đội đương kim vô địch của giải Phú Thọ. Vâng, như vậy là bên phía của Vĩnh Phúc Chim Sẻ có một AC, một Minoan. Chúng ta được theo dõi màn hình Pamiran của Lucky Love. Tay chém của team Vĩnh Phúc 1 đã có một bãi hiêu cạnh bãi vàng nhưng có lẽ sẽ lùa về một bãi vàng kép luôn. Bài có rừng dừa. Vâng, bãi hiêu 5 con, 6 con. Đã ra con thứ 7. Vâng, như vậy là nhà Lucky Love đã có thêm một con voi lùa trước hai con về. Vâng, lùa hai hiêu trong bầy hiêu 7 về nhà trước, còn lại 5 con hiêu sẽ ăn ở bãi vàng. Một cánh rừng thông, nhưng có lẽ Lucky Love vâng đóng S ở rừng thông rồi. Vâng, như vậy Lucky Love sẽ ăn thêm một bầy hươu nữa, một bầy hươu 5 và có một con voi cạnh đó. Vâng, con hươu chết hơi xa vừa rồi, đã chỉ để cho một nông dân thôi. Một nông dân phi thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Vâng, câu con voi. Vẫn còn một hươu trong bầy hươu đầu chưa được cho về. Vâng, bầy hươu đầu có 7 con. Vâng, sẽ hơi thiếu thực một chút. Lucky Love lên đời 2 khá sớm nhưng đời 3 chúng ta phải chờ xem. Vâng, cho về sát bãi vàng thì mới ăn. BB được thiết kế, gỗ sẽ đủ nhưng thực thì không.
Vâng, như vậy là thực cũng sẽ đủ thôi. Cắt hai ông dân. Vâng, đây là BL và đây là BM. Một nhà E sẽ bo kín luôn bãi gỗ này. Vâng, chuẩn bài. Một bài vừa khít của Pamiran. Kích đời 10 phút 38 với 19 dân Pamiran. Vâng, đây là một bãi quả, xin lỗi các bạn, một bãi vàng đôi. Như vậy là Lucky Love sẽ nâng cấp giáp trước, không nâng cấp công. Bắt đầu xóa ruộng thôi. Ngoài cánh của Lucky Love đó chính là Mai Phương, trận này dường như cầm Max C. Vâng, thêm hai cái ruộng nữa là sẽ kín cái chỗ bãi gỗ và bãi ruộng nhỏ này. Chiếc BG nhỏ này nâng cấp cả công luôn. Liệu có đủ hay không? Rất nhiều nông dân ăn vàng. Đáng nhẽ chỉ 4 nông dân ăn vàng thôi là chuẩn. Với Pamiran sóc đều hai nhà BL. Không có đồ ăn hoang, lực rất yếu. Vâng, như vậy là đánh một nhà BL ngay từ đầu. Maxe đã bắt đầu dâng dân đi dummy. Hơi thiếu gỗ. Gặp màu đỏ, màu 2 của game thủ đánh thuê. Ngựa giò công giáp đầy đủ. Vâng, như vậy là Lucky Love gọi hội, gọi cả Mai Phương vào luôn. Hai ngựa giò công giáp đầy đủ. Đánh thuê đang rất vất vả trước hai ngựa giò này. Vâng, bị vẩy e. Đã chọc thủng. Như vậy đánh thuê phế hẳn bãi gỗ với hai con ngựa giò công giáp đầy đủ. Rất phiêu. Rất nhiều gỗ rồi. Vâng, quyết tâm quê chết ngựa giò. Vâng, con ngựa giò của Lucky Love đã nằm xuống. Anh đang quê được khá nhiều ruộng xung quanh nhà chính nhà mình. Cũng như chiếc BG. Toàn bộ nông dân bãi gỗ đã cho về để mà làm ruộng. Vâng, lạc đà tới thì khi mà nông dân đã bò kín được bãi gỗ này. Vâng, một con cung T. Màu 2 chính là quân cầm AC. Vâng, cung R AC bị chết rất nhiều dân ngay từ đầu. Rất khó. Bánh xe. Vâng, Lucky Love vẫn chưa đủ thực cái nâng cấp bánh xe. Chúng ta hãy cùng xem các nhà bên phía team. Vâng, đây là Minoan Tham 30 của XO. XO đang chém nhà chim sẻ. Như vậy chim sẻ XO cùng cánh và đều là cầm Minoan. Lucky Love Tham 24. Vâng, đây là Tham Pan. Rất to. Vâng, còn đây là 33 của No Name. Đánh cung cung A Minoan ở trong cánh của XO. Vâng, đã chỉ có cung A một áo thôi. Chúng ta quay trở lại với màn hình của Lucky Love. Nhà Pan lực rất khỏe, bây giờ thì khỏe hẳn rồi bởi vì anh đã có được những khoanh ruộng rất đẹp và rất tròn. Lên nhà BL thứ hai. Vâng, sâu trong cánh 12 giờ là nhà màu 4. Màu 4 game thủ nhà quê bên team Vĩnh Phúc chim sẻ. Như vậy là nhà AC của đánh thuê sẽ tù khi mà y Maxe của Mai Phương đâm vào. Vâng, lợi thế của Pamiran bơm đồ không mất thuế. Lúc này thì game thủ Mai Phương đang bơm đồ cho Minoan của No Name có thể bá đạo. Vâng, y của Mai Phương đã bắt đầu đâm vào nhà của AC rồi. Các bạn có thể thấy rằng Lucky Love đang cấy rất nhiều ruộng. Vâng, đủ đồ để có thể bơm đều cho Minoan bá đạo. Vâng, bá đạo cả bản đồ. Hai chiếc ruộng nữa. Đóng thêm một chiếc E không? AC và màu 4 đã phế rồi. AC màu 2 nâng chém 4. Vâng, rất phũ. Vâng, AC đã bắt đầu chăn dắt nhà của Maxe. Ôm bom.
Vâng, lúc này thì timeline của Lucky Love đang là 28/44. Vâng, điên cuồng vẩy 3 cái e nhưng mà trượt. Chim sẻ đi nắng đang lao chém vào nhà của Pamiran. Cái máy bơm chủ lực ôm dân vào, ôm lạc đà bỏ chạy thôi. Vâng, chạy sau lại về nhà chính làm ăn. Rất phiêu. Pha mất tay một chút của Pamiran. Lại ổn định lại nhà cửa. Vâng, vàng đã không còn ai khai thác rồi. Vâng, lúc này timeline của Pamiran vẫn đang là 26/44. Điên cuồng lao vào các nhà bên phía. Vâng, nhà thứ ba là nhà màu vàng. Olala. Vâng, như vậy là đã có Y đâm vào nhà rồi. Đã bị Y màu 4 đâm vào nhà. Lúc này Lucky Love bỏ toàn bộ số dân của mình. Ôm chạy ở dưới bản đồ để phát triển. Chúng ta cùng xem các nhà bên phía team Vĩnh Phúc. Đây là XO. XO tham 49 đánh chém Minoan. Vâng, đối đầu với chim sẻ cũng Minoan đánh chém vào thủ phù. Tham 50 đã bắt đầu lên cung A. Vâng, 25 là của Lucky Love, có một bãi quả và yêu để ăn hoang. Chim sẻ, vâng, rất to và hung hãn. Đây là 85, vâng, 85 của No Name. No Name đang ốp nhà chim sẻ. Đúng là nhiệm vụ của các anh là chỉ có ốp nhà chim sẻ, chết là sẽ thắng. Cứ ốp chết được chim sẻ thì Vĩnh Tường chim sẻ sẽ quit. Chim sẻ cũng đánh chém và chuyển được sang A rồi. Tham lai cũng đang rất to. Vâng, đây là chim sẻ. Lucky Love. Chúng ta hãy cùng theo dõi màn hình máy của No Name. Lúc này đất diễn của Lucky Love đã hết rồi. Bây giờ hãy xem chủ lực của team Vĩnh Phúc 1. No Name đang có tham là 89/96. Rất to và hung hãn. Vâng, 94/96. To lắm rồi. Chim sẻ mất nhà. Vâng, bị Minoan của No Name đẩy vào. Mất nhà như thế này thì rõ ràng là team Vĩnh Tường sẽ quyết sớm thôi. Vĩnh Tường có sự bá đạo của chim sẻ, nhưng khi chim sẻ chết thì có lẽ các anh khó thể bật lại được tham. Vâng, quýt rồi, chim sẻ xung phong quýt trước. Tỷ số là 1-0 cho Vĩnh Phúc 1. Vâng, đúng bài chiến thuật. Cứ ốp chết chim sẻ là sẽ thắng. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Trận tứ kết đầu tiên của giải đấu AOE Phú Thọ Hùng Vương lần thứ 2.